Hiện tại thì giờ này là tối rồi, 8 giờ mấy tối này đang đang ở nhà. Thì có nhận được một tin nhắn của một chị ở Bình Chánh, chị mới gọi cầu cứu mình. Chị nói là gia đình có 3 đứa con nhỏ, mấy tháng nay không có ai hỗ trợ gì hết. Chị gọi coi có mình có hỗ trợ được gì không, thì bây giờ mình gọi lại coi xác nhận coi cái hoàn cảnh của chị như thế nào. Alo, 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 đang nghe này chị. Chị hoàn cảnh chị sao chị? Bây giờ chị nói lại giùm em được không? Bây giờ con bệnh, nó bệnh nữa chứ, là em không có tiền mua sữa cho con. Thất nghiệp 4 tháng rồi. Và chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi, 25 tuổi mà 3 đứa con rồi. Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi chị? Và đứa nhỏ nhất? Rồi bây giờ chị cần cái gì? Chị cần cái gì? Chị nói ra coi em hỗ trợ được gì, em hỗ trợ cho chị. Sữa với tiền chi khám cho bé. Sữa là 3 đứa, đứa nào cũng uống sữa hả chị? Chị khám cho bé là bé bị gì chị? Tiêu chảy mà nó bị 2 ngày rồi chưa hết, nó bị đi toàn nước không à. À. Rồi bây giờ là hai vợ chồng với 3 đứa nhỏ ở nhà vẫn chưa có đi làm được không luôn hả? Rồi từ lúc dịch tới giờ nhà nước cũng không hỗ trợ gì luôn. Rồi bây giờ nhà mình ở đâu để ngày mai em xuống được không? Mai buổi sáng á. Bây giờ trước mắt thì em hỗ trợ cho chị sữa với lại nhà còn gạo không? Anh đem xuống cho chị 20 kg gạo luôn nha. Rồi với một ít bánh đây cho đứa bé. Ở trước mắt thì như vậy đi, rồi mai để em xuống nhà với coi nhà với làm sao. Rồi địa chỉ thì chị nhắn tin qua cho em luôn nha. Rồi để mai em xuống thăm nhà nha. Rồi rồi cảm ơn chị. Nó cả nhà hoàn cảnh vậy đó. 3 đứa nhỏ, 25 tuổi mà 3 đứa nhỏ rồi. Gia đình thì thất nghiệp 4 tháng rồi, không có gì hết. Bây giờ chắc cũng là hết chịu hết nổi mới gọi cầu cứu nè cả nhà. Thôi thì ngày mai đang xuống dưới đang xem cái nhà sao, hoàn cảnh sao. Rồi đang trao quà coi em cho được cái gì mình cho. Có ít là ít, có nhiều làm nhiều. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Đang xin kính chào cả nhà nha. Thì bây giờ đang đang đi tới cái địa chỉ của chị hôm qua gọi điện cầu cứu Đăng nè. Ở ngoài đây là khu vực Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, ở ngoài ghè Sài Gòn. Trời ơi con đường trời mới mưa xong, con đường nó gì nè. Chưa tới đâu cả nhà, chút xíu nữa mới tới. Ai à. Tới đầu hẻm có cái hẻm quẹo vô. Hôm nay mình tới mình coi hoàn cảnh nhà sao, mình có chở theo sữa rồi bánh nữa nè. Hẻm này hả ta?
định vị trên bản đồ rồi cả nhà, còn chút xíu nữa tới. Ở khu vực này là gầm ghề ngoài Sài Gòn rồi, giống như dưới quê cả nhà, hẻm rồi đất đai còn rộng còn nhiều lắm. Ở đây có nhiều khu công nghiệp với xí nghiệp. Nước rồi nó ngập hết trơn rồi. Tối nay cả nhà để đang gọi cho chị ra thử coi. Không biết ở đâu đây, tới rồi cả nhà. Để đang gọi cho các chị hôm qua gọi cho Đăng nha thử coi. Vô đây mất sóng luôn. Trời ơi. Không biết nhà nào đây. Để đang gọi số điện thoại coi. Bên đây là nhìn giống như là bãi đất trống hay là bãi gác vậy quá cả nhà. Ở Sài Gòn bao nhiêu năm mà mới biết cái khu vực này, ở nhìn như dưới quê vậy đó. Alo, à chị, em tới ngay chỗ định vị nè, ở ngoài cái hẻm nè. Anh bị ở phòng B đúng không? À, không biết nữa, thấy ở trước cửa nhà có cái hẻm, có cái bãi đất trống ở trước ngập nước nè. À, rồi, đúng rồi. Rồi, rồi. Ở đó hả? Ở đằng kia cả nhà, quay đầu xe lại. Trời ơi, ba đứa nhỏ nhiều nhất kìa. Trời ơi, sao mặc quần vô. Giỏi con. Trời. Nè, con cầm nổi không? Rồi, để đây đi, chút chú vô cho. Ừ. Đứa này nhỏ nhất hả chị? Dạ. Cái này nhà trọ mình hả? Dạ, nhà của bà chị với cho muốn. Vậy hả? Căn người có 2 cộng. Phước 1 tháng nhiêu? Dạ. Hàng ngồi đi, ngồi xuống đây đi. Anh cho đây ngồi là được rồi, không cần nói gì, không cần quạt đâu. Chứ vô chứ ngồi làm gì, hai rồi. Ừ, được rồi. Chơi đi, vô đi con. Ừ. Ngồi xuống đi chị, đi coi chị. À, con vô đây, vô ngồi với mẹ nè. Anh đâu chị? Dạ, mới đi toilet rồi. Cái này là nhà của chị. Dạ. Cho mình mướn lại tháng nhiêu? Dạ, 2 triệu. Nhưng mà lúc trước dịch thì hai chồng làm có tiền á. Dạ. Dạ. Có chi phí để chị trả. Còn giờ từ 4 tháng nay hai chồng thất nghiệp là thiếu tiền nhà. Thiếu tiền nhà 4 tháng rồi. Mà chị ruột của mình hay là sao? Dạ không, chị quen biết thôi. Rồi trước dịch hai chồng làm gì? Chồng em đi bỏ bánh cho tiệm tạp hóa. À, đi chở cho người ta thôi ha? Dạ, đi giao. Đi giao. Mình lấy của nhà bán khói thì mình đi giao cho tiệm tạp hóa. À. Dạ, cũng gọn. 2 triệu cũng mắc à, điện nước luôn chứ 2 triệu mấy hả? Dạ. Chưa, 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 ch
tới vô dịch cái là hai chồng nhà bán hết, thằng này mới nằm bệnh viện vậy. Vậy hả? Bán sạch bán chiếc xe rồi, còn giờ còn kiếm cái quần mặc vô con, mặc cái quần vô nó cho nó chị. Cái quần mặc kia cho con. Bán bữa giờ bán cái gì vậy? Bán hôm bữa giờ mình bán cái gì trong nhà để mình lấy tiền mình xài rồi. TV nè, hồi lo kéo, rồi xe nữa. Trời ơi. Có chiếc xe, có giấy, rồi xong rồi bán, rồi chiếc này không giấy, không chịu. Chị tên gì? Em tên Tiên. Tiên, rồi anh tên gì? Anh tên Đạt. Tiên với Đạt. Chị 25 tuổi, còn anh bao nhiêu tuổi? Anh 37 tuổi. 37 tuổi nè. Anh tắt quạt chút xíu nha. Cái quạt anh còn, nó chị không nghe. Đứa nào lớn nhất đâu? Nè hả? Con mấy tuổi rồi? Bị đi học lớp 1 nè. Tuổi mấy nè, 6 tuổi. Bây giờ học online mà. Học giáo. Online cũng đâu có điều kiện đâu. Với lại mẫu giáo người ta đâu có dạy online đâu. Ừ. Vô lớp 1 thì có dạy trên TV. Thấy nè, cho đưa về quê cho nó học chứ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê ở Vĩnh Long. Quê Vĩnh Long thì có bà cụ, có bé, rồi ngoại của em. Bà... con tên gì con nói chú nghe coi. Con tên Ngọc. Ngọc hả? Cái gì Ngọc nè? Con tên Ngọc. Như Ngọc. Như Ngọc. À. Dạ. Còn bé này anh chị? Bé này 4 tuổi mấy. Bé nó kiểu như lúc mà nó sinh thiếu tháng á. Lúc hồi sinh nó mới có 7 tháng mà sinh nó rồi. Dạ. Bé này tên gì chị? Bé tên Ý. Ý. Còn bé này. Bé tên Kiên. Kiên Bo. Kiên, ở nhà kêu Bo hả? Đúng rồi, đây là tục Kiên Dậu. Hồi bữa giờ nhà còn gì ăn không chị? Dạ, có nhà nước có vô, có mấy nghe mạnh hùng mua thờ vô cho được chỉ như người ta phát cho sớm luôn á. Vô cho lần được 10 ký gạo, 5 ký gạo, mỗi lần được 5 ký. Cho gạo thôi chứ cho gì hết hả? Cho gạo với trứng, mì. Rồi mấy đứa nhỏ cũng ăn vậy luôn hả? Dạ. Mấy bữa nay con ăn cái gì con nói chú nghe coi. Ăn mì gói không à? Con ăn mì gói không à? Nó nói chuyện gành chưa chị? Nhóc này nè. Nói chuyện gành chưa? Có nó cũng hơi đơn giản. Mấy ngày nay bị tiêu chảy đó, rồi nó bị tiêu chảy nặng. Nó dạ. Đi toàn là nước không mạnh, với lại nó bệnh, nó cũng không có ăn uống được á. Dạ. Bây giờ đỡ chưa? Giờ nó cũng sáng giờ nó cũng đi 3-4 lần. Mình có đi nhà thuốc, thuốc Tây rồi hỏi rồi mua thuốc cho uống. Mấy bữa trước thì được 100.000 rồi mua thuốc cho uống ngày nay. Xong rồi hôm qua nay là hết thuốc rồi xong rồi nó bị gì rồi. Quê mình ở Vĩnh Long. À, anh cũng ở Vĩnh Long luôn. Dạ không, anh ở quê ở Sài Gòn. Dạ. Lớp Bà Điểm. Ờ. Mấy ngày cho rồi. Mấy bữa dài mình gì cũng sao người ta về quê quá trời sao không gia đình không về quê. Trời giờ về quê. Giờ nợ lúc nợ thằng nhóc bệnh nằm bệnh viện đó rồi em mượn tiền góp của ta. Ờ. Rồi giờ ta cũng có chi đóng tiền đứng người ta. À. Là bây giờ thiếu tiền nhà trọ. Rồi thiếu tiền mượn tiền ở ngoài để lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Bởi vì mình không có về quê được. Thôi để em bưng đồ vô cho mấy nhỏ. Đúng rồi, tốt lắm. Ờ mà sao chị biết em mà chị gọi cho em? Coi trên ngoài YouTube đó. Vậy hả? À. Mình có gọi cho ai trước chưa? Dạ chưa. Thấy em có đăng, em có đăng lên mấy nhóm từ thiện trên mà về dân Sài Gòn á. Mà không có ai giúp. Rồi đứa nhỏ này sắp vô học rồi. Dạ. Rồi bây giờ công ty cho làm lại rồi mình đi làm lại sao? Chồng em thì kiểu như vậy. Cái mắt của anh là chỉ xuất lên là chỉ bỏ. Mà giờ cũng không còn vốn nữa.
bây giờ là không có vốn để lấy, có vốn mà mình mới đi lấy được. Còn chị, mà chị rồi chị đi làm lại hay sao? Em thì lúc trước giờ mấy đứa nhỏ thì chưa đi học, con chỉ nhà giữ con thôi. Ừ. Như ba bây giờ cái số bánh này nè là ở bên cô chị Dung ở quận 1 gửi cho tặng cho gia đình. Còn cái số gạo với sữa này và một chút em gửi cho gia đình thêm 1 triệu nữa là bên mạnh thường quân bên kênh của em gửi tặng cho gia đình. Rồi giờ chị lấy tiền đó coi lo đi mua thuốc hay là khám cho đứa nhỏ này chứ nó đỡ bệnh để tiêu chảy hoài. Ủa cái ngón tay bị gì đây? Ôi trời sao nó dính miếng da nó chỉ dính miếng da thôi hả? Nó mà xanh á, không có bệnh bác sĩ nói là mẹ được được dâm bệnh gia đình, nhưng mà bên gia đình hai bên tại bên trận chú không có tin gì đâu, nên nói không có của nó sao đây vậy. À sao đâu, kệ cũng không sao, có gì đâu, có đau gì không, có đau gì không, không có gì. Lâu lâu chỉ có bị gì thôi hả? Tay đây có bị gì không? Dạ một, chỉ một tay, lâu lâu nó kêu mẹ ơi rứt cổ đi gì hả. Có khi nào mà nó thấy bứt rứt rồi nó ngắt không chị? Không, nhiều khi nó lấy ngón tay, nhiều khi nó cầm nó nghịch nó chơi đó. Nhỏ nên nó ngủ mà nó bỏ này nó bỏ này nó không thương nó vô nó quá. Dạ con mở bánh ăn đi, ăn thử bánh này coi ăn được không? Nè, ăn bánh đi con, mở đi. Chị bảo cho bé ăn thử coi ăn được không? Con lấy bánh này nữa nè. Có sữa nè con, để có sữa nha. Nhiều. Ăn đi con, mở đi. Nè, đứa nào uống sữa nè. Sữa đây nữa nè. Ăn thử coi ngon không? Bệnh không ăn luôn. Dạ. Rồi hết sữa rồi chị cho uống gì? Ở nhà này không có cơm, nấu một ít ra em lấy nước cơm. Trời ơi. Mọi gia đình ăn cơm chưa? Dạ sáng nay ăn rồi. Cái bánh luôn. Ăn đi con, ăn ngon không? Mẹ muốn mẹ ăn. Từ lúc đầu dịch tới giờ là 4 tháng rồi mình nghỉ làm á, không có làm gì hết luôn. Lúc mà lúc mấy hôm lúc có hàng đầu thì tụi mình đi lại được á, thì em còn đi lên trên ngã Ba Bầu lấy bắp về bán, tháng ngày kiếm vài chục đỡ vài chục, mà từ hồi vẫn cách nhà nước đi tới giờ là cũng được đi đâu. Không nghe. À. Mấy đứa nhỏ bây giờ muốn gửi về quê cũng khó, gửi về cho ông bà với nuôi. Gửi là chỉ gửi nha. Gọi con bé thôi. Còn hai đứa này cũng phải để trên đây. Ngon con? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon ăn nhiều vô nha. Cảm ơn chú. Không có gì, giỏi quá. Đây là chị lấy giùm em mà. Điếm em 1 triệu đi. Bé lớn này nó 6 tuổi hả? Rồi. Rồi em gửi cho gia đình nha. Để đi coi đi khám cho đứa bé coi nó làm sao. Bỏ đi con. Rồi gia đình có gì nói với Mạnh Thường Quân bên em không chị? Em gia đình em cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi. Và mấy anh chị nhất gia đình em. Rồi được rồi, chị có cái gì đâu. Ráng lên. Cảm ơn tố. Cảm ơn công tốt. Còn bánh này nữa nè, có ăn cái gì lấy nữa không? Ăn đi. Hôm bữa giờ cũng đâu cho ai cho bánh gì hả chị? Không. Bây giờ nếu mà gia đình đi làm hết 2 người rồi 3 đứa nhỏ thì sao? Rồi đi học.
gửi đi học hả? Chỉ có đứa này đi học thôi. Gửi đi học thì gửi hết ba đứa. Em đi làm hay phụ với ảnh. Chứ nếu mà mình ảnh giờ lo tiền nhà rồi vợ con nữa rồi bé này đi học nữa. Chi phí tính ra tháng nó ra nhiều hơn nữa. Nên em phải đi làm. Mình gửi là mình gửi làm sao? Gửi về quê hay là gửi... Em chắc để coi tình hình dịch như thế nào, coi sao. Nếu mà hết dịch hẳn nó cho đi lại về quê thì em sẽ gửi bé lớn về quê. Cười cái coi. Cười cái coi. Cười cái coi. À. Thương em không? Thương. Thương nhiều không? Thì nhà em bánh con thì con mới như vậy mà miếng. Con thích đi học không? Thích. Thích hả? Sang năm đi học rồi ha. Đi học cao gì? Kệ con nhỏ quá à. Kệ con cứ vậy tôi ảnh coi. Thôi em về luôn chị ơi. Rồi, em ơi nè. Dạ. Coi là để coi sao có gì gọi cho em. Để em đăng cái clip này lên gửi cho mấy mạnh quân nữa coi. Coi có giúp đêm được gì cho chị nữa không thì em liên lạc với chị nha. Trước mắt là như vậy đi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị nha, em về nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video đó. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye con. Bye bye. Bye bye nè. Bye bye chú. Bye bye nha.